Hello anh em, chắc anh em cũng đã đọc tiêu đề đúng không? Sorry anh em rất nhiều do mình đã nợ cái video này phải lâu rồi đấy, phải mấy tháng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em toàn bộ studio của An Phát để giúp anh em có cái nhìn gọi là thực tiễn nhất về cái kênh YouTube của An Phát nhá. Thì ok, xung quanh mình chỉ là những cái đèn nó nhỏ nhỏ thôi, nên thôi mình sẽ không giới thiệu những cái mẫu đèn này, chủ yếu là để phủ cho cái background thôi. Và như anh em thấy thì dạo gần đây ấy, các cái video của An Phát có chất lượng hình ảnh được cải thiện rất nhiều. Đây, do mình đã mua hai cái mẫu đèn đến từ Jinbel. Thật ra không phải mình mua mà là công ty đầu tư cho chúng mình. Và mình cảm thấy ấy, và khi mình lựa chọn hai mẫu đèn đến từ Jinbel này, mình thấy nó phù hợp nhất. Bởi vì thứ nhất, nó phù hợp với không gian gọi là không quá rộng của phòng studio này. Và cái thứ hai là mức giá thành cũng như là nó phù hợp nhất, không quá sáng và không quá tối, nói chung là ổn định nhất. Rồi, thì đây, ở đây là hai cái tripod, hai cái chân máy của Benro thôi. Thì nhiệm vụ chính của nó là để giữ máy, đúng không? Để máy ở đây để quay thôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi, mình sẽ chuyển qua một khu vực mới để giúp cho anh em biết được là mình có bao nhiêu cái thiết bị ở đây. Đây là cái khu vực mà mình tập trung hầu như toàn bộ các thiết bị của chúng mình. Thì ở đây là một cái tủ chống ẩm thôi, nó cũng không quá lớn, nơi mình để hầu như các thiết bị như các máy ảnh này. Máy ảnh mình sẽ đương nhiên rồi, tủ chống ẩm phải để máy ảnh và các bộ len, mic. Nói chung là các thứ nào mà cần bảo quản thì mình sẽ để trong tủ chống ẩm này. Và mình cũng chưa có các quầy kệ, thế nên là toàn bộ đồ mình sẽ để trên mặt bàn. Thì có pin máy ảnh này, các cái ổ cứng để mình có thể test game. Bởi vì game cũng rất nhiều. Ở đây mình có tận 1.5TB SSD cơ. Nhưng mà anh em biết đấy, lưu game vẫn hết như thường. Mình phải dựng thêm một ổ HDD nữa là lưu game 2.5TB game ấy. Và đây là bộ ốc điếc, là để mình làm các video timelapse cho anh em ấy. Bởi vì chúng mình thực hiện thì đa số chúng mình tự thực hiện trên studio thôi, nên chúng mình cần các bộ ốc vít như này. Và đây là hai bộ PC mà mình chuẩn bị gửi đến cho anh em. Thì đây cũng là nơi mình để các bộ máy cũng như là các sản phẩm mà mình mượn ở dưới kho lên để có thể quay cho anh em. Thứ nhất là để cho mình bảo quản một cách nó thuận tiện hơn, và cái thứ hai là mình lấy ra để mình test hoặc là mình làm các video nhỏ nhỏ hoặc các thủ thuật thì nó dễ hơn. Đây là chỗ mà mình cảm thấy tâm đắc nhất. Đây là nơi mình stream game cho anh em có thể xem stream chúng mình từ 16 giờ. Anh em thấy ghế này không? Đây là cái ghế mà mình ngồi gọi như là gần như mọi video. Và cái thứ hai, đây là ghế mà mình ngồi stream game cho anh em. Đây là ghế anh em mua rất nhiều. Mình ngồi ghế này ấy, chủ yếu là để cho anh em tập trung nhiều nhất vào cái sản phẩm mà mình giới thiệu cho anh em. Thì để tránh cho anh em phân tâm về cái ghế nó to quá. Thì ở đây mình để một chiếc Sony. Đây là Sony A6500 với một con len là 35 f1.8. Thì đây là cái webcam của chúng mình đấy, nói thẳng là nó giống như kiểu webcam ấy. Bởi vì nếu mà chỉ sử dụng cái webcam bình thường thì chất lượng hình ảnh trong lên video nó sẽ không mượt. Tức là trong các buổi livestream ấy, nó sẽ không mượt mà nó đẹp, nên mình sẽ lấy luôn máy ảnh để làm cho nó kiểu hình ảnh cho nó ok hơn. Ok, mình sẽ bỏ cái này ra ngoài một chút để cho mình giới thiệu sâu hơn về cái dàn máy của mình. Ở đây thì hộp giấy này anh em đừng để tâm nhé, nó không mang ý nghĩa gì đâu, mình để mình lau mặt thôi. Đây là một màn hình. Anh em biết vì sao cái này nó trống đúng không? Bởi vì ở đây sẽ có một mẫu màn hình LG nữa, nhưng mà hiện tại mình đã mang ra ngoài để mình đo đạc các thông số và mình làm một video riêng rồi, thế nên tí nữa mình sẽ mang vào sau. Cái thời điểm làm video này mình vẫn để bên ngoài. Ở đây thì mình đang có hai cái mẫu bàn phím khác. Đây là một mẫu bàn phím cơ bình thường. Đây là mẫu bàn phím cơ HyperX Android Origin Core. Mình cũng đã có giveaway cái mẫu bàn phím này cho anh em rồi, mình cũng đã gửi quà rồi. Đây là một chiếc mic đến từ HyperX, đây là QuadCast. Thì link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Còn chuột thì là mẫu chuột bình thường thôi. Còn mấy thanh RAM đến từ HyperX này này, thì sắp tới thì mình sẽ có một video giveaway RAM cho anh em. Thì mình đang để RAM đây để mình test cho anh em. Một cái mẫu tai nghe nữa đến từ HyperX luôn. Đây là mẫu Cloud Alpha S, một cái loa đến từ JBL để giúp mình có thể gọi là nghe nhạc thư giãn trong cái thời gian làm việc. Ở đây là một dàn PC. Đây là dàn PC stream chính cho anh em. À không, đây không phải dàn PC stream đâu, đây là dàn PC chơi game thôi. Còn dàn stream ấy, mình để bên dưới đây cơ. Đây, mình sẽ cúi xuống cho anh em. Đây là dàn PC dùng để stream. Một số anh em, mình sẽ nói thẳng như này này, một số anh em hay bị nhầm lẫn một điều, đó chính là sử dụng capture card thì sẽ không cần đến dàn PC phụ. Nhưng mà không, ở đây nhá, mình có sử dụng một cái capture card và dùng một dàn PC để livestream. Khi đấy hình ảnh lên nó vẫn đẹp, và cái thứ hai là sẽ không bị lag. Và nếu như anh em nào vẫn thắc mắc ấy, mà anh em xem ở những cái chỗ khác nó bảo chỉ cắm mỗi cái capture card vào và sao hình ảnh sẽ đẹp, thì không, không đúng đâu nhá. Cái CPU của anh em nó vẫn phải tải lên OBS ấy. Nếu anh em stream ở OBS thì nó vẫn phải tải OBS, vẫn phải load OBS bình thường. Nên mình sẽ có một video hướng dẫn riêng để giải đáp thắc mắc cho anh em, bởi vì mình gặp cái câu hỏi này rất nhiều rồi. Đấy. Rồi, còn cấu hình thì thôi, cấu hình mình sẽ để ngay dưới phần mô tả đi, chứ bây giờ mình mà nói nữa thì có lẽ hơi dài. Thì một số các thiết bị như mình đã nói ngay đầu, vừa rồi mình đã sử dụng một chiếc Sony A6500 dùng để làm cái webcam thay thế cho cái mấy webcam nhỏ nhỏ. Và cái máy mình đang quay này là Sony A73 và một con len Tamron.
Thì hai máy ảnh là hợp lý để quay các góc nó đẹp đẽ hơn, nói chung là thoải mái. Rồi, cuối cùng thì mình sẽ giải đáp cái thắc mắc của rất nhiều bạn, đó chính là đội ngũ làm YouTube của kênh YouTube Alphard Computer có bao nhiêu người. Trên con số thực tế là chỉ có 3 người thôi, một anh leader, một người quay dựng và mình. Chỉ vậy thôi. Thì công việc chính như nào? Công việc chính của cái anh quay dựng ấy là quay video và dựng video. Nghe đơn giản đúng không? Không, nhưng thực tế thì không. Một ngày các bạn cứ tưởng tượng mình lên ít nhất là một video, có khi khoảng 2 hoặc 3 video. Thì chỉ với một người vừa quay vừa dựng thì các bạn cứ tưởng tượng nó nặng tới cỡ nào. Còn mình thì là lên toàn bộ các nội dung, khoảng độ 99% là nội dung do mình lên. Xong rồi mình sẽ mượn sản phẩm, mình sẽ test sản phẩm này, xong mình sẽ trả lời comment, nói chung khá nhiều việc đấy. Và các anh leader ấy sẽ chịu trách nhiệm là quản lý bọn mình, hỗ trợ mình trong các công việc đấy. Ngoài ra thì ngoài 3 người trong một team ấy thì còn có sự hỗ trợ của một anh nữa ở bên trong phòng marketing. Anh hỗ trợ chúng mình được một số các công việc nữa. Và để được có những cái phòng như này thì mình xin cảm ơn chị Đại và ban giám đốc đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho mình rất nhiều để chúng mình có một cái phòng studio nó to, nó đẹp như này để có thể gửi đến cho các bạn cái video này. Cùng với đó là rất nhiều các video khác. Và đừng quên nhá, đợt này ấy, sinh nhật là 16 tuổi của Alphard có rất nhiều các phần quà khuyến mãi, ví dụ như main, card, chip, nói chung là rất nhiều các sản phẩm. Thì các bạn đừng quên vào ngày 28 này nhá. Thì các bạn có thể quan tâm, có thể click vào website của Alphard, mình để ngay dưới phần mô tả của video nhá. Thì anh em đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Alphard Computer để không bỏ lỡ những video clip của mình. Hẹn lại các bạn ở những video sau.